Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể xóa một phần mềm mà đã cài đặt trên máy MacBook, bao gồm cả file hệ thống. Thì cái ứng dụng này sẽ xóa cả file mà đã cài đặt và nằm trong file hệ thống của các bạn. Nếu các bạn bình thường, nếu mà muốn gỡ một ứng dụng nào đó thì sẽ không thể nào mà gỡ hoàn toàn được hết, bao gồm cả file nằm trong file hệ thống nhé, nằm trong thư mục hệ thống nhé. Thì các bạn đầu tiên các bạn phải tải app delete này về. Sau khi tải các bạn mở lên, link tải mình để ở phần mô tả nhé. Thì sau khi tải về thì sau khi mở lên các bạn ấn giữ chuột và copy sang cái thư mục ứng dụng của máy Mac. Ok. Để sau khi copy xong thì có thể là ứng dụng này sẽ yêu cầu là phải mua hoặc là đăng ký, thì các bạn mở thư mục này lên. Thì trong thư mục này các bạn mở Team Noise Kagan hoặc là ADCN này, thì tùy các bạn thôi. Có hai cách, thì các bạn có thể nhập tên, sau đó copy cái mã này vào, được chưa? Và ấn Rise là nó có thể đăng ký được cho các bạn, tất cả các mã đều dùng được nhé. Hoặc là click vào đây, nó sẽ ra một cái tên như thế. Các bạn chỉ việc copy và paste là xong. Thì các bạn ấn, nếu mà cái mã không được thì các bạn có thể đổi mã như thế này, ấn đổi mã cho đến khi nào được thì thôi. Các bạn có thể viết tên các bạn hoặc là tên gì cũng được, nó đều có thể correct được. Ok, cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công. Và sau đây là mình sẽ delete thử một ứng dụng cho các bạn xem nhé. Đây là phần mềm sau khi đã cài đặt thì nó sẽ như thế này. Các bạn click vào đây, biểu tượng ứng dụng, thì nó sẽ hiện ra những ứng dụng trên cái máy của các bạn. Thì ở đây mình sẽ có một cái phần mềm, mình đang muốn gỡ cái Final Cut phiên bản cũ này đi để mình cài cái phiên bản mới. Thì các bạn check search chưa? Thì sau khi search nó sẽ ra những cái file hệ thống như thế này, nằm trong file hệ thống như thế này. Đấy. Thì phần mềm 2,9GB và những cái file hệ thống khác nó khoảng vài mê. Dạ, delete xong, xóa rất là nhanh đúng không ạ? Và ngoài ra mình có thể xóa thêm một cái phần mềm nữa, đó là Cinema 4D, những cái ứng dụng như là cái này mình không dùng đến nhé, thì mình sẽ xóa nó đi. Đó, ứng dụng này xóa rất là sạch, rất là nhanh. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.